chợ sớm. Bắt rồi. Nông dân vẫn thua cán bộ, vẫn dậy muộn hơn cán bộ này, không được. Mịn màng nha. Anh cao thủ quyền soi rồi chết rồi. Đấy. Anh ơi, khinh của em sân xin. Đấy. À, cán bộ Minh rồi. Đấy. Lên xe. Hôm trước có cây làng kia cũng anh lấy nốt đúng không? Cái cây ở cũng mấy quầy cây này. Anh đỡ biết. Bộ răm này kiếp nha. Vẫn còn sâu chú. Chú ra sớm cái nó để chú bắt hết anh. Lấy đâu ra em kinh nghiệm anh vậy sớm. Em toàn bắt đồ lạch sạch thôi. Ngồi đây khỏi chịu rồi. Thôi cán bộ bắt rồi thì chả dám hỏi bao nhiêu nữa. Không, thế này là được rồi mà. À, thế thì em ngồi lên bình xăng lo gì. Công nhận. Chơi được những cỡ như này nhà cán bộ to lắm. Chơi trên trần như có vườn đâu. Chân đi chân mà để cứ cỡ này là cũng trần to đấy. Đây hai người khênh. Vâng. Bây giờ cái xanh này. Hay quá. Bộ răm này làm khiếp ấy nhỉ. Đây. Xe cán bộ này. Anh trở về đấy, xin chào các bác, cô chú anh chị, chợ Văn Phúc sáng sớm tờ mờ đây, cán bộ đã bắt cây này, cán bộ dậy sớm hơn cả nông dân này, cái này thì nông dân làm gì có cửa này. Đấy. Nhưng mà đá ở trên nhỉ. Đây, anh bảo ai nếu mua cái này có đường kéo không? Đổ được sẵn, anh nhảy lại, chắc rồi. Chắc rồi thì thôi. Cây có giao lưu không anh Minh? Không. Mua về chơi thôi. Có phải mua ăn phán gì đâu. Đấy. Ê, mua cho thằng Vũ với cặp. Ồ, này có ai nhỉ? Được chưa, thấy ra chưa? Sẵn năm vào lớp 1. Cô nhà em cũng chuẩn bị vào lớp 1 đấy. Thế thì chú chuẩn bị. Rồi, vui đi. Đấy. Chơi. Tầm chơi nhỉ, không cao không. Đấy. Đấy. Tầm chơi đi chơi. Này bây giờ nhấc dần lên cái bánh. Nhìn như đĩa xôi nhỉ. Nhấc lên luôn cả bánh luôn. Vì đá này nó không làm dính chậu nên là được. Ở đây nó lồng chảo. Không phải lồng chảo, ở bọn đó toàn nhấc lên ở bên cái tầng là. Cái này nhấc được. Nhấc chậu. Đừng muốn hay. Đừng muốn hay. Ông nhà cán bộ toàn chậu tàu để cái này nó lạt. Cây đẹp mọc cây đẹp này thay thế dở. Hay được. Để đây không được. Hay đi. Chúc mừng bác chủ nha. Làm gì đến? Không được nhỉ. 60 cân cơ. Ui, chợ to này ra chợ rồi đấy. Chợ to. Chúc mừng cán bộ. Cán bộ bắt nốt cây nào để xem nốt à? Cặp của cán bộ này. Cán bộ bắt nốt cái tùng này, vừa nãy thì chỉ đây. Đấy các bác ơi, phiên chợ hôm nay mưa xuân. Có thể có chiều hướng là lạnh hơn một tí rồi. Đấy. Đấy, cán bộ chắc đang trả tiền này. Thấy chỉ vừa nãy bảo bắt cây này nữa là một đôi, nhưng mà cây này chắc chở sau. Cán bộ bắt nốt cả cây này đúng không anh? Hả? Cây này là anh Minh lấy rồi đúng không? Mình nhớ chưa? Có phải không? Mình lấy cây khác. Cây nào đây? Lấy cây nào đây? Không phải à? Đâu anh ơi, một cây nữa đâu để làm thể nào? Đâu cây nào? À đây gì? À. À.
Thế này thì lại phải chuyến nữa. À thì lại gửi cái này gửi. Thì cái này cái chân nó hơi kẹt. Cái dáng tổng thể thì đẹp. Vâng. Thôi được. Cái chân như kiểu cái cầm xuống đất ấy. Kiểu thế. Thôi được. Cũng muộn tay nhiều. Nhưng khi nó cũng chả có mấy điểm. Đấy đang định bắt đấy. Hai cây thì cũng xem cái nào. Yeah. Bắt cả hai. Bắt cả hai à? Nhà đang kít trên trần nhau nhìn thấy cái con kia thì điệu hơn. Đấy, con ấy nhìn điệu hơn. Vâng. Mà thân thân riếc nó cũng ác. Thân co lắc ác. Đấy, con đây được cắt. Thế nào? Ai có cái tay này được. Tống đi ra đây một tí nữa. Đấy, tùng à. Con này được. Sướng thế, hôm nào vào ủng hộ em tí nhá. Mình không có đồ cán bộ thích, nó chán lắm. Rồi thơm lắm, mùi thơm lắm. Đấy, tạm ứng đấy, thơm lắm. Không nhận mùi thơm thật. Toàn trâu xanh này, sướng. Thơm. Đấy, con trong kia. Đấy, con đấy hay hơn đấy. Con đấy hay hơn. Con đấy hay hơn. Con đấy hay hơn. Con này cũng đến... Mình như kiểu anh nghiện cái con kia sao. Nhìn mấy con này vẫn thích con kia. Con này hay hơn chứ. Con này hay hơn. Con này hay hơn. Con này nhìn nó điệu. Vâng. Điệu thân nó lắc như này đúng không ạ? Này hay hơn. Kể cả con kia có chân nữa, chưa chắc đã ăn được con này đâu. Mình biết còn rau. À. Tuổi đại đời của nó ngang nhau đấy. À, con này già. Cùng lứa cơ mà nhỉ? Đến tận đây nó đã, mà thậm chí đến. Đến răng rồi nhé, nhìn đây răng nó đến răng rồi nhé, vâng. À. Dạ, này, thì nó có nghĩa là nó này, cũng như ý mình thôi chứ còn bắt buộc phải ép. Con này bao nhiêu năm nữa thì nó vẫn chỉ thế này, nó anh không chơi được 2 năm nữa. Con này nó chỉ thế này về để đôn nổi lắm. Không thể ấy được, không thể. Nổi lắm. Đấy. Con này không ai trông ở Mỹ Đình anh? Có chứ. Mỹ Đình bán được mà bán được cái hàng vừa tiền thôi. Nhiều tiền thì chậm. Năm nay có vẻ trên ý nó hơi ấy nhỉ, ít nhỉ. Không rầm rộ. Năm vừa lên đấy vựa cây. Đấy. Chào các bác cô chú anh chị. Tiếp tục quay chợ Vạn Phúc tí xong rồi lại phải đi đám cưới ở Ninh Bình. 8 giờ rồi. 8 rưỡi là lên đường. Còn mấy phút nữa. Tùng này. À. À ông này vẫn chưa lên đường, vẫn còn ở đây. Hôm vặt vặt lá mà chưa có chậu, nên thay chậu rồi, nó đục đục đây. Đấy, nhìn cái phần chỗ thật này, nhìn nó béo béo nhưng mà nhìn nó cũng hay phết. Nhìn cây nó cũng hài hòa tự nhiên, theo lối tự nhiên. Cây của Quách Tĩnh đợt vừa rồi đấy. Cái gì đây? Vọng cách à? Vọng cách, tiếp củ vọng cách to thế. Vọng cách với sung. Xe này. Đấy, này thua cán bộ hết.
thích ấy, mắt. Nhìn nó kiểu nó khỏe. Vâng. Kiểu đẹp. Đấy, cái đấy như thế. Cái đấy nhỏ thì nữa thì bê ngay. Thông á? Nhà chơi trên nóc, trên tầng lên. Cái này nhiều thông hay phết nhỉ? Thế. Thông chơi thông này hay thi thoảng vặt xoăn xoăn mấy cái lá này hay thông thông hai lá thông là mình vắt được à. Chứ không như là phi lao để mình phải về về đúng là không bị thâm à. Con đấy mà lên cái chậu khác là gì phết đấy anh ạ, nhỏ thì tí nữa thì à. Càng chết đấy mấy đồng con đấy anh quản đấy cái thông ấy. Ủa còn một xe trên kia sao mà? Xe to. Toàn thông à? Toàn thông à? Mấy cái cây cao khách này đã rồi. Hôm nay đi giữ hai xe liền cả. Bạn cũng được. Này cũng có cả chân. Chơi mấy cái đồ lá kim này nó vẫn quốc tế. Cây này thì bao nhiêu anh? Toán ạ. Cây này thì bao nhiêu tiền nhỉ? 12 triệu. 12 đồng. Đấy, con chân. Xanh mướt. Kim Sa Tùng. Một mâm. Kim Sa Tùng. Đấy. Đấy, nhiều thông lắm, 1, 2, 3, 4, 5. Này toàn lá kim rồi. Này toàn lá kim. Quay mặt sau cái này. Dòng này nó khỏe đấy chứ nhỉ. Đấy, điệu phết. Điệu phết. Rồi, hôm nay đấy, hôm nay toàn hàng quốc tế, toàn hàng lá kim. Đang bật nữa. Nhú thôi không phải ăn. Đang nhú. Không nhú. Mùa nó rét nó thế, nhìn cảm giác như bị này anh cho nó gì đấy. Lần nữa. Giờ cầm mình gốc mình ném vào cái giấy cuối cái lúc. Lần ném. Quả này ít mùa. Quá thế này khiếp. Nguy hiểm chết. Ok. Hôm nay có mỗi anh Minh là thắng lợi thôi. Là một xe. Hai cây. Tiếp tục để sang gian hàng khác các bác nhé.